Ôi, nó lăn luôn. Lăn luôn. Ôi, dính dưới nữa kìa. Phương cùng anh em xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chào cô chú anh chị. Sáng anh em mới thức. Vì cà phê trà đồ uống với cô đang đang bầm cá chả nha các bạn. Đây cá ông gà thì mình xong bắt được rồi, dăng lưới với chài này kia đó. Thì mấy anh em bằng lóc xương ra rồi mình bầm cá chả nha các bạn. Này, bữa nay có canh hôm qua rồi. Này có cá chả ăn canh hôm qua rồi. Tối mấy anh em đi chài cũng khuya các bạn. Sáng thức hơi trễ. Chờ nước đứng rồi mới đi chài. Hôm qua thì được con chài được con cá vô, cá cốc rồi, với mớ cá rảnh, tôm rồi này kia nữa. Cá vô với cá cốc thì còn để rộng. Xong luôn. Này giờ nước chảy lai gai hoài. Nước tương gồng. Gồng xiết luôn. À, anh em uống nước trà, uống phê tí xíu rồi tính tiếp nha các bạn. Rồi chạy lên Xuân Tiền đi. Gà Xuân Tiền. Gà Xuân Tiền ha. Gà Xuân Tiền đi. Tăng châu hồng rồi. Nhà đó kiếm cá hồng. Rồi mấy anh em giờ kéo xuồng lên nha các bạn. Rồi chuẩn bị mình di chuyển tiếp. Chắc chạy ra Tăng Châu. Rồi không có gì mình chạy xuống Hồng Ngự luôn nha các bạn. Đây mấy anh em di chuyển ra tới sông Tiền nha các bạn. Xếp bên dưới là thành phố Hồng Ngự, còn ở đây là thị xã Tân Châu nha các bạn, chợ Tân Châu. Chạy lên trên đó chút xíu rồi tới cửa khẩu các bạn. Ra sông Tiền là nước chảy mạnh. Nguyên cái dàn bờ kè dòm ấy, chắc đẹp các bạn. Thị xã Tân Châu. Phía trước là bến phà Tân Châu Hồng Ngự nha các bạn. Ngay chân cái ngã ba cái khúc sông có cái cồn đó bạn, ngay cái khúc này cái bề ngang sông nó lớn hết hồ rồi, mênh mông luôn á, bờ bên đây qua bờ bên kia hơn cây số, mấy cây số rồi. Đó chiếc thuyền du lịch. Ở giữa là cái cồn nha các bạn. Mình chạy vòng đường phía trên này. Mình xuống chạy thẳng xuống Hồng Ngự luôn. Chạy thẳng xuống thành phố Hồng Ngự. Nói chung là hai đường, đường nào cũng đi tới thành phố Hồng Ngự nha các bạn. Nhưng đường này nó gần hơn. Đường kia mình đi xuống mình phải vòng lại. Bây giờ chiếc thuyền du lịch lớn. Thank you.
giao qua Mekong. Đây mấy anh em tới thành phố Hồng Ngự nha các bạn. Chuyến trước mấy anh em cũng nghe ghé ngay thành phố các bạn. Chuyến đi 13 tỉnh thành mình ghé ngay chỗ này luôn nè. Phía trước mặt mình. Trước là mình đậu cũng bên đó đó rồi. Bây giờ qua đó cặp vô mấy chiếc ghe bên đó. Đây ngay trung tâm thành phố Hồng Ngự luôn nha các bạn. Cầu con rồng đẹp quá bạn. Mấy anh em cặp nhờ ghé đây nha các bạn. Đậu đây luôn nè. Ở đây đi lên là ngay chợ luôn các bạn. Chuyến trước 13 tỉnh thành mấy anh em có đậu đây cũng ở đây mấy ngày các bạn. Bây giờ mình lấy đẩy cái vỏ xuống rồi mình thả lưới nha các bạn. Chỗ này nước nó quặn quặn nó đứng nè các bạn. Nó không có chảy. Ngoài kia sao nó chảy mạnh quá trong sông nè. Em xong nó không có chảy nha các bạn. Như trên kia cũng thấy người ta thả lưới hay thả câu gì. Giờ mình lấy lưới mình đi thả. Chuyến trước năm mình đi 13 tỉnh thành đó bạn, cũng năm mấy gần 2 năm rồi. Mình dân ở chỗ này cá dính cho bằng khủng khiếp luôn á. Bây giờ không biết sao thôi chứ lúc trước mình dân cái là gỡ không kịp luôn. Dính tôm càng, dính này dính kia ở đây nữa. Hên lại giống 2 năm trước đây. Chỗ này nhớ không? Dân mẹ ở 7-8 kg. Đúng rồi nè. Đó là dùng cà bá nữa mà. Đó, điểm
này là điểm năm xưa ha. Ồ, có người dinh bự như nãy dữ rồi. Bây giờ ở đây mà không có nữa thì đâu có nữa. Trước mình thả đây cái là mẻ 5-7 kg không. Tay lưới này ngắn nha các bạn. Rồi, thôi. Này chắc cái này chắc là mình thả nữa rồi. Bắt cho nó đã ăn lần luôn. Có nhiêu bắt hết, bắt chừng nào nước chảy mạnh nghỉ. Rồi, thôi. Hết gà cũng vậy chứ không gà mới thấy á. Nhờ tối trời cá có, sáng lưới mới có đó. Lên cá à. Rồi, cô đang bầm chả no luôn. Ông già thì ghiền dữ lắm rồi. Không có cá bầm. Cái gì? Đó. Dính lây gai hoài được. Nước hơi chảy rồi. Chảy. Ra ngoài này nước chảy rồi. Để mình tới đây mình dầm vô được. Ra ngoài đó no luôn rồi, xong rồi lấy sơi sẽ thấy chảy mạnh nè. Ôi, nó lăn luôn. Lăn luôn. Ôi, dính dưới nữa kìa. Thả nữa xong cái mình vòng về chở vô lại được rồi. Cái tàu lớn nó chạy ghê thôi. Bự bự luôn. Đúng điểm rồi. Mày dinh luôn ơi. Trên này mày dinh nhiều á. Vô kia dưới cá rảnh nha mà. Trên này mì dinh. Trời lưới dính. Còn càng thẳng dính kia dưới à, đoạn này cái mình nước có chảy hơi. Lên em ơi. Dữ. Nó vô đầu lưới dính, nuôi ham ha. Cái đó vòng vô tới khúc này vòng vô lại. Vinh.
nước trong vắt ha, nước này trong ha. Cày, cày cái cốc. Cày cho cháu gì? Cốc. Đó, nó nữa. Cái này mấy cái này nè. Ừ. Cái đầu nó khác liền à. Ôi, trước mình cũng dính con nữa. Nhắc cho ông cạc nó không cạn à. Lên một chuyện. Mình nghĩ không? Bây giờ miếng nước nè. Đó. Nhắc gì có đó. Lấy cái tay lưới neo lớn à, lưới thả miếng này nhôm mà bán ve chai được nha. Ve chai luôn. Săn lùm gạch hai đủ thứ à. Ở đây không bằng mà mép bánh. Đó.
Thứ mình phao rất nhiều lắm mà. Nấm nghệ viền đó. Em lưới neo mà. Nấm kéo lên đó. Phao rất ghê phao. Thấy vậy cũng phải nổi cái viền lên chút chứ. Nó rớt thì nó sao vậy? Nấm né né ở chỗ cái phao kìa. Con này con kia nhảy ha. Để nước vô cho mấy mày sống rồi bây giờ. Để nước vô nhảy á. Là nó nhảy luôn. Cá nhiều ha. Học trò á. Cóc. Cái này cóc. Cóc hả? Cái bên đây cái cốc không à? Cái bên đây cái mé bực mà ha. Ừ. Là cái cốc này. Cái cốc thì bên đây, nó nhìn qua kia. Gì cho bằng thứ bảy chủ nhật à? Hôm rồi văng lưới lúc mà thăm lưới không ai nói chuyện gì chứ mà đâu có con gì đâu mà nói đâu lo phân không. Em hôm rồi bữa nay mới sổ ra ha. Đúng điểm luôn ha. Điểm 2 năm trước à? Điểm 2 năm trước. Ngủ cho anh ta. Đóng. Nói chừng 30 phút. Rồi, chuyến này cô đen là sổ tay rồi. Có đem theo cái cối xay nè. Hôm rồi đem mấy cối xay mà đổ thừa qua đổ thừa lại hoài. Nó tại đem mấy cối xay theo mới không có cá đó. Thôi bữa nay mới có nha. Nhà thon à, thấy không? Cái cốc này. Cốc bề bản, có bề bản hơn cái này. Anh thả câu hay gì, anh dòm thấy mày gỡ cá mê quá anh dòm rồi luôn. Nó chắc giăng câu quá. Thấy nguyên cái thao đó. Ở đây người ta giăng câu cá lăng đó mà. Đây cá lăng nhiều. Cứ bắt nhà mà đưa ngay chỗ ổ cá nữa thì thôi. Cứ gì chịu nổi.
này nãy giờ không có mày dinh luôn kìa. Thằng là cốc chạy chạy cốc. Bông luôn. Dạ. Cá cóc chừng 2 kg mà. Tới luôn ha. Ăn cá cóc 2 kg no luôn. Cái gửi cũng được. Coi nhỏ thì có lớn. Từ từ có. Thế nào mình cũng thẳng đâu, mình thẳng cái gì rồi. Thì lưới 5 phân. Đó. Rồi đó, một nồi. Nồi vô con lâu kiếp, nồi vô. Rồi, gần hết lưới rồi bạn. Nãy giờ tay phào đã hết lưới. Nước chảy hơi hơi lại ha. Chuyến này bầm no luôn rồi. No nào. Thấy không? Đúng chỗ rồi ha. Đúng chỗ. Giống như hồi trước vậy cũng có tôm càng nữa nè. Con nào còn sống nó bỏ vô luôn luôn rồi đi. Con nào còn sống không? Không sống nữa. Sống không? Sống nữa. Đây con tôm kìa. Con tôm thì sống bỏ vô. Bầm bầm thôi nha mày. Con tôm thì sống rồi. Cá xuống đáng không à? Nước hơi chảy nha các bạn. Đợi em niêm lại mấy anh em thả tiếp. Chắc ở đây thả chừng nào mà đầy thùng cá mới về quá. Chứ đi chỗ khác không có nữa đâu. Nghe điểm rồi. Lưới nhỏ, lưới ăn giữ mình với lưới 5 phân với tay kia. Nó đẩy một cái chắc khỏi bầm luôn, muối về nhà luôn. Rồi, mấy kilo cá nha các bạn. 4 kg à? 4-5 kg à? 5 kg. À, trời luôn, chuyến này bầm chả đã luôn rồi. Sau này tràn không? Bỏ bầm đi. Đây sáng có bầm sẵn mới trước rồi các bạn. Giờ mấy anh em nấu ăn cơm nha các bạn. Canh khổ quà nè. Mới cái sắc khổ quà thôi là cá dính quá rồi. Hết khổ hả? Hết khổ rồi. Mấy con tôm mà hôm dài dính bỏ vô nó nấu luôn. Cái nãy còn con tôm kia còn sống rộng không mày. Canh khổ qua con này bỏ lên kho mặn mặn để ăn nha bạn. Ăn chung với canh
ở đây chiều đợi nước hơi sừng sừng ra thả ha. Cá kiểu này thả sáng đêm cũng thả nữa, mê. Rồi hôm cũng đi chạy tới 12 giờ luôn á, có mấy con cá. Chỗ có taxi cá nhiều quá ha. Rồi xong bữa cơm, dân lưới cá mì Vinh thì ăn cá chả mì Vinh ha. Chả mì Vinh nha. Rồi ngon lành nha các bạn. Rồi canh khổ qua, cá chả có tôm nữa nha. Mấy cục cá chả kho ăn với canh nha các bạn. Rồi cơm thôi. Đứng cái bữa hai tay luôn. À, nước đứng mấy anh em thả lưới đây nha các bạn. Cái tay lưới dài quốc trong đó dài tới cầu luôn. Xin mời cô chú anh chị và các bạn dùng cơm nhé. Ông cũng xin mời cô chú anh chị và các bạn luôn nha, dùng cơm với ba anh em. Bữa này khổ nó qua rồi đó, giờ nó qua đi cho nó qua luôn. Là cá nhóc rồi đó. Này đúng điểm rồi. Rồi, Phương cũng xin mời cô chú anh chị và bạn dùng cơm với ba anh em nha. Vòng vòng đây chắc mấy anh em săn bắt ở đây có cá không bạn. Đây mình chài mình lưới này kia. Con tôm mà qua bè nó kìa. Ở đây con tôm là bè nó nhiều lắm. Rồi, mấy anh em cũng mới ăn cơm xong nha các bạn. Đây, ăn cơm với cá chả mì Vinh này. Bởi vì nãy ăn lưới dính quá dính đó bạn ơi. 4-5 kg cá. À, ở đây mấy anh em canh chiều chiều nước đứng thả nha các bạn. Ở đây là mình thả mình ngâm luôn rồi đó. Đúng không? Chịu ở đây đó. Kiếm chừng chục ngoài 20 kg cá mà Vinh làm giả. Cô đang làm sao nha các bạn. Đang làm cá. Nãy không lên 5 kg rồi đó. Đó. Đây giờ làm xong cái này cái là chiều có chả bầm cọc cọc rồi ha. Có chả bầm đó đó. Lưới mình còn để ở dưới luôn nha các bạn. Cái chiều cái nước đứng mấy anh em thả tiếp. Bây giờ làm cá xong một chút và bầm chả. Video sớm giờ của mấy anh em ở bên Tân Châu. Gần Tân Châu chứ chưa tới Tân Châu nha các bạn. Tối mấy anh em ở đó cũng đi chài đi này đi kia cũng kiếm được ít cá. Câu thì không có ăn nha các bạn. Lưới thì không được, tại chỗ đó người ta giăng câu nhiều quá không có giăng lưới được. Sáng mấy anh em chạy lên tới Hồng Ngự nè, ngay thành phố Hồng Ngự. Ở đây giăng lưới vòng vòng ở đây. Chắc ở đây đêm hay đêm nha các bạn. Để săn bắt xong mình mới di chuyển tiếp. Video của mấy anh em đến đây chắc Phương cũng xin kết thúc. Phương xin kết thúc cái phần 6 của chuyến trải nghiệm 7 ngày vùng sông nước miền Tây của mấy anh em. Bây giờ xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong phần 7 của chuyến trải nghiệm mấy anh em nha. Mong là ở đây chiều cái nước đứng mấy anh em của lưới kiếm cá nhiều nha các bạn. Mình ở đây là cá được 2 dạo đó. À sớm mình là hơi trễ được 1 dạo. Rồi buổi tối thả đã luôn á. Tối nước đứng lâu.